ba điều này cũng không làm. Bởi mục đích của Đức Thánh Linh là thăm viếng từng cá nhân, đưa những cá nhân đó vào một tập thể, và tập thể đó là hội thánh. Tập thể đó là hội thánh. Giống như những bài giảng trước tôi đã nhấn mạnh, một người đã nói như vậy: khi một cơ đốc nhân cắt đứt mối liên hệ thông công với một cơ đốc nhân khác thì ma quỷ cười thầm. Khi một cơ đốc nhân không đọc kinh thánh thì ma quỷ cười ra tiếng. Khi một cơ đốc nhân không cầu nguyện thì ma quỷ cười rất lớn tiếng. Chúng ta thấy nó cũng nằm ở trong ba chỗ này: đọc kinh thánh, cầu nguyện và thông công với anh chị em. Nếu mình từ chối một trong ba điều này, mình sẽ không kinh nghiệm được lửa linh của Chúa ở trong lòng của chúng ta. Cho nên phải nghe lại. Trong ngày thứ năm vừa qua, một buổi sáng tôi xem tin tức, tôi rất là thích xem đài NBC. Có nhiều đài, NBC, ABC, CBS, CNN, nhưng mà tôi chọn NBC. Tôi thường xem tin buổi sáng và buổi tối. Thì họ đặc biệt họ để một cái show cho Justin Bieber hát ba bài hát. Và Justin Bieber đã xuất hiện trở lại trên NBC cách đây, trước đây 4 năm đã được mời hát nhiều bài. Lúc đó cậu ta nổi tiếng với 17 tuổi. Và trong 4 năm qua cậu ta vắng bóng, không được mời lên NBC. Lý do là đời sống bê bối, hút thuốc, xì ke, đủ thứ cái gì thử qua. Cho nên nhạc không sáng tác nhạc mới. Và người ta tưởng như là Bieber giống như là Britney Spears đã quên lại một quá khứ, không ai sẽ còn nhắc đến cái tên Justin Bieber. Nhưng mà gần đây đó, sau khi anh đã vào những cái chỗ mà gọi là rehab để mà hồi phục lại, để mà chữa những cái tính bệnh viện của mình đó, anh khỏe lại và anh sáng tác cái bài hát đầu tiên mà anh sáng tác và nó được coi như là thế giới xem ở trong YouTube đó, đó là tên What Do You Mean? What Do You Mean? Và khi anh hát đó, với một mái tóc mới, những cái người dancer mới đó, thì đa số những người bọn chúng ở dưới đó, ở tại con đường phố ở New York đó, là girls, là các cô gái. Mà cô nào cô gái la lên khóc, chảy nước mắt. Và khi mà Justin Bieber mà touch cái tay cho cô đó là ôi nước mắt chảy xuống như vậy. Thần tượng Justin Bieber. Và trong lúc mà NBC chiếu như vậy đó, thì có những cái Twitter mà chiếu vào và gửi vào trong NBC đó, có những người nói là hôm nay đó, tôi đi làm trễ vì lý do tôi muốn ngồi nhà để xem Justin Bieber, he's back. Những người khác, tôi hôm nay chắc phải xin phép trường đến trễ một tiếng đồng hồ để ngồi nhà xem Justin Bieber. Câu nói của Justin Bieber khi lên NBC mà hát, anh nói một câu: I'm back. Tôi trả lại. Và anh đã có một cái lời viết rất là dài ở trên Facebook là xin lỗi những người đã ủng hộ mình, đã làm cho họ mất lòng tin đối với anh trong suốt 4 năm qua. Bây giờ I'm back to normal. Và bây giờ anh đang được lên trả lại. Vừa qua một cái giải nói về âm nhạc đó, anh được lãnh giải. Và cái bài hát mà What Do You Mean đó đã được tặng cho một cái certificate, là một bài hát mà có hơn 1 tỷ người vào để mà nghe của Facebook cả thế giới. Và người ta rất mừng là anh này anh không có được, anh quay trở lại. Điều tôi muốn nói rằng Justin Bieber cũng giống như tất cả những bạn trẻ khác, đời sống có lúc up và có lúc down. Con dân Chúa cũng vậy, tin theo Chúa không phải lúc nào cũng đi lên như vậy. Nhưng mà cái điểm đồ vẽ đó, nó sẽ lên, rồi nó xuống, rồi nó lên. Nếu ai làm việc với thanh thiếu niên đó, thì đừng ngạc nhiên, sau lúc mấy em nó lên như vậy, rồi một sáng nó lên, rồi sau nó xuống nhanh quá vậy. Nó lên, nó xuống. Cái biểu đồ bình thường. Nhưng cái quan trọng là có nói được câu I'm back, tôi quay trở lại. Có nói được câu đó, và có trở về lại. Trở về lại được thì mới nghe ngọn lửa, giống như câu kinh thánh. Câu kinh thánh chúng ta học ở đây. Tôi
Tôi cứ nhớ câu chuyện của người con trai hoang đàn. Anh nhận gia tài của cha, anh năn nỉ cha chi gia tài, anh xài hết gia tài rồi á, anh làm gì? Anh đi chăn heo rồi hết tiền rồi, tiền hết là tình hết, những người bạn cũng bỏ anh luôn. Và lúc đó thì Kinh Thánh chưa xưa kể câu chuyện này, ẩn dụ thôi. Anh tỉnh ngộ, anh đứng dậy và anh trở về. Tôi thấy những câu từ đã hay quá. Đầu tiên là phải tỉnh ngộ, rồi kế đến là đứng dậy, rồi quay trở về. Thưa bạn chị em, muốn nhen ngọn lửa linh cũng phải nhớ những động từ đó. Phải tỉnh lại, đừng ngủ mê nữa. Phải đứng dậy, phải quay trở về trong mối liên hệ với Chúa. Chúng ta sẽ học điểm thứ hai quan trọng vô cùng rồi đó. Hãy khơi dậy ân tứ Thánh Linh. Khơi dậy ân tứ Thánh Linh chúng ta tìm thấy cũng ở trong câu Kinh Thánh này, nhưng mà phần B. Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Cái chữ ơn ở trong tiếng Việt đây là cái chữ ân tứ. Chữ này ở trong tiếng Anh là spiritual gift. Không phải là một ân tứ mà nhiều ân tứ. Ân tứ tiếng Việt bản dịch thay vì viết cái chữ ân tứ thì họ viết dịch là cái chữ ơn, là chúng ta phải hiểu ơn đây chỉ về ân tứ chứ không phải là ân điển. Và Kinh Thánh cho biết khi một người được sức dầu bằng Đức Thánh Linh sẽ được tiếp nhận bốn điều. Thứ nhất là có các ân tứ để hầu việc Đức Chúa Trời. Có các ân tứ để hầu việc Đức Chúa Trời. Có thể là một, hay là hai, ba, bốn. Kế đến, Đức Thánh Linh giúp cho để trau dồi các mỹ đức, giống như tâm tình Chúa Giê-xu. Phù hợp với trái Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Đó là mỹ đức. Thánh Linh giúp cho có được mỹ đức để ăn ở trong một đời sống mới thuộc về Chúa. Rồi, Đức Thánh Linh cũng là đấng chữa lành. Chúa xưa là đấng chữa lành, Thánh Linh cũng chữa lành. Và Ê-sai chương 1, gia cơ chương 5, sự khải thị và sự soi sáng cho Thánh Linh, soi sáng cho con dân Chúa. Khi chúng ta tin nhận Chúa rồi, chúng ta mở bị cái thánh ra, chúng ta đọc sao mà đọc hoài không hiểu. Thì như vậy hãy nhắm mắt cúi đầu, kính lại Đức Thánh Linh. Xin Ngài giúp đỡ con hiểu được lời của Ngài, vì Ngài là giáo sư của quyển Kinh Thánh. Con cảm ơn Ngài trong danh Đức Thánh Linh. Amen. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh giúp đỡ mình, bởi vì Chúa Giê-xu Thánh Linh là giáo sư của quyển Kinh Thánh. Ngài đã dùng các trước giả gồm có hơn 40 người từ cửa các nước để ghi lại Kinh Thánh, cho nên Ngài chỉ dẫn chúng ta để chúng ta hiểu và công nhận như vậy. Cho nên chúng ta nhớ, khi một người được sức dầu vào Đức Thánh Linh thì kinh nghiệm những điều này: ân tứ, mỹ đức, sự chữa lành và được Thánh Linh soi dẫn sáng suốt trong việc lãnh hội lời của Chúa. Ân tứ Thánh Linh, khi nói ân tứ Thánh Linh ở đây trong bối cảnh câu chuyện của đoạn Kinh Văn này là khơi dậy ân tứ Thánh Linh, có nghĩa là làm mới lại một ân tứ, hay là nhiều ân tứ Chúa đã ban cho mà mình đã đem đi cất giấu không sử dụng gì cả. Điều thứ nhất chúng ta đã học nó về nhen lại ngọn lửa, nhưng mà điều thứ hai nó về ân tứ để phục vụ. Như vậy một lần nữa, có thể sứ đồ Phaolô nhìn thấy Timôthê có nhiều ân tứ, nhưng vì những cái bối cảnh xảy ra trong hội thánh nản lòng quá, không có muốn sử dụng những ân tứ để hầu việc Chúa, giống như là bây giờ thụ động khoanh tay nhìn xem. Sứ đồ Phaolô nhìn thấy điều đó thì buồn và không muốn Timôthê tiếp tục làm như vậy. Đừng giấu đi những ân tứ đó, nhưng phải đem nó ra để sử dụng. Ân tứ Thánh Linh. Có lần tôi đã chia sẻ điều này, mục sư Phan Thanh Bình, một vị mục sư Việt Nam cũng trong Hội Thánh Baptist chúng ta viết hơn 100 quyển sách. Thì một trong quyển của ông đó là quyển Ân tứ Thánh Linh. Và ông đã giải thích ba điểm này rất là đúng Kinh Thánh.
Thứ nhất là mỗi cơ đốc nhân có ít nhất là một ân tứ. Thứ hai, mỗi cơ đốc nhân có thể có nhiều ân tứ, và mỗi cơ đốc nhân không có hết thảy ân tứ. Chúng ta để ý nha. Đầu tiên là có một, kế đến là có nhiều, và thứ ba là không có hết thảy. Bởi vì nếu có hết thảy thì những người khác giống như là coi như là vô dụng, là không dùng gì được cho thì có cuộc chiến một người này làm hết, đại diện làm hết. Không, mỗi người có một ít nhất, kế đến là có thể có nhiều nhưng mà không có hết hạn. Vì thế mình chúng ta cần nhau như vậy. Đây, bây giờ chúng ta xem những điều tôi được học từ trường lớp thì đây. Phân loại ân tứ chức vụ. Ân tứ chức vụ, nếu nó gọi ân tứ chức vụ trong tiếng Anh là official gifts thì nó về sứ đồ, nó về tiên tri, nó về thầy giảng tin lành, nó về mục sư, nó về giáo sư, nó về ân tứ chức vụ. Có nghĩa là khi Chúa gọi người này bằng chức vụ này thì cho người đó một cái ân tứ để hầu việc Chúa. Người khác không có cái chức vụ này á thì không có có sức chịu đựng được, nhưng mà người này được phong chức vụ lạ lùng hay, Chúa cho người đó chịu đựng rất là giỏi, rất là hay, có sự khôn ngoan sáng suốt để giải quyết những vấn đề. Ân tứ chức vụ ở trong chỗ này rồi. À, trong khía cạnh kế đến là ân tứ khích lệ. Ân tứ khích lệ gồm có phục vụ, khuyên bảo, dân hiến, lãnh đạo, thương xót, giúp đỡ và điều hành. Phục vụ, khuyên bảo, dân hiến, lãnh đạo, thương xót, giúp đỡ và điều hành. Và đây, cứ dùng những lĩnh vực này để một người nào đó đang được Chúa dùng đó, khích lệ người khác qua công việc nhà của Chúa. Và khi chúng ta ở trong ban ngày, ở trong các mục vụ, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa cho mình những ân tứ này, hãy dùng nó. Rồi, cũng có một khía cạnh thứ ba, nó về ân tứ, nó không thuộc về chức vụ, nó không thuộc về khích lệ, nhưng mà nó thuộc về về cái nội tâm, cái đời sống con người, hay là cho cá nhân người đó. Thí dụ như lời khôn ngoan, cho một cái lời khôn ngoan, khuyên bảo, lời tri thức, rồi dân hiến cũng là một ân tứ nha bạn kia. Dạ vâng, có nhiều người có nhiều mà không chịu dân gì hết. Và khi mà dân nhiều biết rằng Đức Thánh Linh thông biến là sống nhau. Vì mình nhận biết rằng đây là của Chúa, Chúa làm chủ, mình là người quản gia mà thôi. Cho nên là